Em ơi, của Vũ Cát Tường, và đây là cách chơi đơn giản cho các bạn mới tập. Bốn hợp âm cơ bản: đô trưởng dưới bát số 5, son trưởng dưới bát số 6, pha trưởng dưới bát số 4, la thứ dưới bát số 5. Bát 3 2 3. Qua đến điệp khúc thì mình sẽ qua ba lát: xuống xuống lên lên xuống xuống.